Thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, thêm một nạn nhân vừa được tìm thấy tại hiện trường sạt lở ở thôn Làng Nủ vào chiều 27 tháng 9. Chiều 27 tháng 9, thông tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm bằng máy xúc đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng mùng 10 tháng 9. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Quyến sinh năm 1990. Hiện nay tại thôn Làng Nổ, tổng số nạn nhân tử vong và mất tích là 67 người, trong đó số người mất tích là 9 người, số người được xác định an toàn là 87 người. Ngày 27 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân liên quan vụ sập cầu Phong Châu. Theo văn bản trên, công an tỉnh đang thụ lý điều tra nguyên nhân việc đổ trụ cầu T7 và hai nhịp cầu N6 và N7 của cầu Phong Châu. Ngày 26 tháng 9 khi tiến hành khảo sát phần cầu nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy mặt cầu nhịp số 5 đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng. Các nhịp cầu số 432 có dấu hiệu bị vặn nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng. Các khe co giãn bị giãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu. Công an tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thành lập tổ giám định xác định nguyên nhân đổ trụ cầu T7 và sập hai nhịp cầu 6 và 7 của cầu Phong Châu. Phân định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Cơ quan này cũng kiến nghị thành lập tổ công tác đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời. Chiều 27 tháng 9, ông Trần Hoài Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Trước nguy cơ phần cầu còn lại bị sập, Sở Giao thông Vận tải đã làm báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải để có phương án xử lý. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng cử người nhái giúp tỉnh sớm tìm kiếm người mất tích vụ sập cầu Phong Châu. Trong văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết, từ mùng 9 tháng 9 đến nay, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, trang bị chuyên dụng trục vớt các phương tiện dưới sông và tìm kiếm người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu gây ra. Quá trình thực hiện lực lượng tìm kiếm người mất tích của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng giúp đỡ tăng cường lực lượng chuyên trách người nhái, giúp tỉnh thời gian sớm nhất tìm kiếm người mất tích trên sông Hồng tại khu vực cầu Phong Châu. Trong quá trình cứu hộ cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm. Do sự cố sập cầu Phong Châu, nếu có khó khăn phức tạp phát sinh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ sẽ báo cáo và đề nghị sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng. Sáng 27 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo đến bị hại đương sự yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tiến hành xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm giai đoạn 2 xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị công ty liên quan trong phạm vi vụ án này liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, tòa án xem xét giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu, cụ thể là các mã trái phiếu sau: QT2018.12.01, ADC2018.09, ADC2018.09.01, ADC2019.01, SET.H2025 SNVK gạch ngang 2018.10 do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Shining World, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận và công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra, phát hành. Tòa thông báo đến các bị hại liên quan đến 6 mã trái phiếu trên, kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin số lượng không trùng khớp hoặc có sai sót nhưng chưa gửi đơn yêu cầu điều chỉnh thì tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kèm theo tài liệu chứng minh. Đối với các cá nhân tổ chức mua trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu nêu trên thì không thuộc phạm vi xét xử đối với vụ án này. Do đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu giải quyết của các cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu trên. Mọi vấn đề thắc mắc đề nghị liên hệ qua tổ thư ký của vụ án, thư ký Nguyễn Bảo Quốc, thư ký Nguyễn Thị Oanh, số điện thoại của tổ thư ký 0934 115 880. Ngày 26 tháng 9, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai đã thống nhất giữ lại ngôi biệt thự cổ ở phường Bửu Long để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử kiến trúc. Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đề xuất 4 phương án giữ lại công trình này. Phương án thứ nhất sẽ di rời biệt thự cổ. Với phương án này, nhà nước sẽ chi kinh phí thuê các đơn vị có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện di rời. Qua tham khảo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, di rời biệt thự cổ kiểu Pháp hơn 100 tuổi, có diện tích 200m2, chi phí 2,4 tỷ đồng. Phương án thứ hai là nắn tuyến đường ven sông. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, phạm vi đường ven sông lấn vào biệt thự cổ 12,7m, phạm vi từ kè sông đến vỉa hè tuyến đường là 14,7m. Như vậy, phạm vi còn lại từ mép kè đến mép hiên biệt thự cổ vẫn có đủ khoảng cách để nắn hương tuyến, tránh được biệt thự cổ. Nguyên tắc vẫn giữ lòng đường rộng 24m trên toàn tuyến. Phương án thứ ba tạo vòng xuyến quảng trường bao quanh biệt thự cổ. Dựa trên cơ sở phương án 2 đã nêu trên, quy hoạch lại cảnh quan tôn tạo biệt thự cổ thành quảng trường gốm xứ, với điều kiện nhà nước trung dụng toàn bộ biệt thự cổ và cải tạo thành bảo tàng gốm xứ. Phương án thứ tư là tổ chức giao thông các cốt độ cao nền kết hợp với đảo Hoa Viên bao quanh biệt thự cổ. Với phương án này, đoạn đường ven sông sẽ thiết kế các cốt với chiều dài hơn 600m đến 700m, bề rộng cầu cao 24m, chiều cao thông thủy từ 11 đến 12m, chiều cao biệt thự khoảng 11m. Phía bờ sông vẫn bảo đảm bố trí công viên và hai đường vẫn rộng 7m tiếp cận đảo Hoa Viên. Tại vị trí cốt 0.00, tổ chức Đảo Hoa Viên bố trí xung quanh việt tự cổ hình thành bảo tàng gốm xứ. Nữ ca sĩ Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ thần tượng Hàn Quốc Blackpink đã hé lộ thông tin tái xuất và đang nỗ lực tạo xu hướng trong chiến dịch quảng bá ca khúc mới. Hiện chiến lược quảng bá sản phẩm âm nhạc mới của Jennie Blackpink đang nhận được nhiều sự khen ngợi hưởng ứng. Ngày 25 tháng 9, nữ thần tượng Kpop Jennie nhóm Blackpink đã hé lộ sự trở lại của mình trong một video mới, trong đó cô dán một tờ quảng cáo lên tường có nội dung gọi tất cả các cô gái xinh đẹp Lời kêu gọi này ngay lập tức thu hút sự chú ý của chị cả Blackpink Jisoo. Cô để lại biểu tượng cảm xúc giơ tay ngay dưới bài đăng của Jennie để ủng hộ người em cùng nhóm. Nhiều người hâm mộ của các nữ nghệ sĩ K-pop cũng có cùng ý tưởng và nhanh chóng bắt tay vào việc đưa người nổi tiếng mà họ lựa chọn vào câu chuyện về lời kêu gọi các cô gái xinh đẹp của Jennie. Không chỉ người hâm mộ các nghệ sĩ K-pop thử xu hướng này, mà người hâm mộ các diễn viên, nghệ sĩ Âu Mỹ và nhiều người khác cũng làm theo. Sáng nay 27 tháng 9, Jennie Blackpink đã phát hành hình ảnh tạo hình của cô cho sản phẩm âm nhạc mới và ấn định ngày tái xuất là ngày 11 tháng 10 năm 2024.